Trong ngày hôm nay, 7 tháng 9, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu duy trì nắng ráo, mây nhiều, nắng gián đoạn. Ở vùng ven biển và huyện Côn Đảo, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Khu vực phía Bắc, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Tuy nhiên, đến chiều tối và đêm nay, khi gió mùa Tây Nam vẫn đang hoạt động tại vùng ven biển, sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ giảm về mức ngưỡng nhiệt từ 25 đến 27 độ. Tiết trời dịu mát. Diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía Bắc huyện Xuyên Mộc, ngày nắng gián đoạn. Trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, nhiệt độ 31 đến 33 độ, độ ẩm 78 đến 83%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía Nam huyện Xuyên Mộc, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 30 đến 32 độ, độ ẩm 79 đến 84%. Huyện Côn Đảo, ngày nắng, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm 80 đến 85%. Hải văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, biển động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 7 tháng 9 năm 2023, nước lớn, mức cao nhất 355cm vào lúc 5 giờ 30 phút và nước ròng mức thấp nhất 135cm lúc 13 giờ 15 phút.